quốc gia có lạm phát cao nhất, đứng số 1 là Venezuela, lạm phát 6.500%. Tình trạng siêu lạm phát ở Venezuela đã bắt đầu từ năm 2016 trong bối cảnh khủng hoảng xã hội chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này. Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Trung ương Venezuela, tỷ lệ lạm phát là hơn 53% giữa 2016 và tháng 4 2019. Vào tháng 3 2018, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo sẽ định giá lại đồng Bolivar của nước này với tỷ giá 1 Bolivar mới bằng 1.000 Bolivar cũ, nhưng điều này không làm giảm đà lạm phát. Năm 2018, lạm phát tại đây vượt mức 1.000.000%. Tỷ lệ lạm phát 6.500% trong năm 2020 vẫn là mức thấp so với những năm trước đó. Nguyên nhân được cho là nhờ chính quyền từ bỏ một số biện pháp kiểm soát giá cả và tiền tệ, tạo điều kiện đô la hóa một phần nền kinh tế. Zimbabwe lạm phát 623%. Quốc gia châu Phi này từng có thời kỳ lạm phát cao thứ hai trong lịch sử thế giới vào những năm cuối thập niên 2000, chỉ sau Hungary, thời kỳ 1945-1946. Mức lạm phát cao nhất từng được ghi nhận ở nước này là vào giữa tháng 11-2008, 79,6% theo tháng và 89,7% theo năm. Vào giữa năm 2015, Zimbabwe thông báo kế hoạch chuyển hoàn toàn sang sử dụng đồng USD. Động thái này đã giúp ổn định tình hình lạm phát. Tháng 6 2018, tỷ lệ lạm phát ở đây chỉ là 4,3%. Tuy nhiên, vào năm 2019, Bộ trưởng Tài chính của nước này Anthony Ankew tuyên bố chuyển đổi tất cả ngoại tệ sang đồng đô la Zimbabwe mới. Điều này đã khiến lạm phát nước này tăng mạnh trở lại. Đứng thứ 3 là Sudan, lạm phát 142%. Lạm phát ở Sudan tăng mạnh trong năm ngoái, trong bối cảnh nước này đang trải qua quá trình chuyển giao chính trị dưới một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân sự. Chính phủ quốc gia châu Phi này đã in tiền để tài trợ khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ do trợ cấp chi phí nhiên liệu. Điều này đã làm suy yếu đồng bảng Sudan và khiến lạm phát lên tới 142% trong năm 2020. Trong 2 tháng đầu năm nay, tỷ lệ lạm phát của nước này tiếp tục tăng cao, đạt trên 300% so với cùng kỳ năm trước. Liban lạm phát 86%. Liban đã phải vật lộn với tình trạng tham nhũng chính trị trong nhiều năm. Điều này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này. Ngân hàng Trung ương nước này đã cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại tệ để giữ tỷ giá ở mức 1.507,5 bảng Liban đổi 1 USD với các mặt hàng nhiên liệu và dược phẩm nhập khẩu. Các cuộc đàm phán viện trợ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã bị đình trệ sau các tranh chấp giữa các bên cho vay và Ngân hàng Trung ương nước này. Suriname lạm phát 50%. Suriname đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trong năm ngoái do tác động của đại dịch và sự giảm giá của dầu mỏ và vàng, hai mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của quốc gia Nam Mỹ này. Nhằm giữ tỷ giá đồng nội tệ, ngăn chặn lạm phát và tháo chạy vốn, chính quyền của Tổng thống Desi Bouterse đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với giao dịch ngoại tệ vào đầu năm này. Vào đầu tháng 5, chính quyền nước này bị các chủ nợ quốc tế tố cáo vi phạm nghĩa vụ đàm phán nợ một cách thiện chí. Các chủ nợ cũng đe dọa khôi phục các khoản thanh toán mà trước đó đã đồng ý hoãn lại.